Ok, bây giờ mình mới vừa đi xong một dòng xuồng ba lá. Thì đâu đó khoảng tầm là đi một vòng khoảng 15 phút thôi mọi người. Dòng nhỏ thôi à. Thì bây giờ mình sẽ đi thẳng lại ở đằng kia. Mình đi xuồng tắc ráng, mình sẽ đi sâu vô trong trong rừng. Ở đây cũng có bán nhiều đồ ăn nè. Ở đây cũng có bác hút nốt nè. Bây giờ tụi mình sẽ đi xuống dưới chỗ đi tàu tắc ráng. Ở đây thì đi bằng xuồng máy mọi người. Dạ. Rồi gì đầu tiên luôn ha. Giờ ngồi đợi đúng không anh? Rồi, ở đây thì đấy, phía sau có một xuồng vô cùng. Đi tắc ráng này mọi người, do mình nghĩ là do đi xuồng máy á, nó hơi ồn á, với lại là xung quanh ở đây á thì mọi người thấy xung quanh nè, nó sẽ không có nhiều cò bằng phía bên cái đường lúc nãy mình đi bên xuồng ba lá mọi người. Bên kia thì có rất là nhiều cò luôn, ở đây thì hầu như nãy giờ mình đi là mình sẽ không có thấy được á. Nhưng mà bù lại cảnh ở bên đây là siêu đẹp luôn. Phía bên đây thì sẽ có hết đèo rồi, có mỗi lục bình thôi mọi người. Bên đây thì rừng tràm người ta mới vừa trồng lại hay sao á, nhìn thấy rất là nhỏ, còn bên đây là tràm to nè. Tụi mình đang ở giữa rừng mọi người. Thì đi xuồng tắc ráng tới đây á thì người ta sẽ dừng lại và thả mình giữa rừng, sau đó mình đi tham quan. Trong đây thì nó sẽ có một cái khu nuôi ong và dẫn ra cái đường nuôi ong lúc nãy á, với lại là mình sẽ ghé một cái đài quan sát ở trong kia. Thì mình sẽ đi vô trong, mình sẽ quay cho mấy bạn xem nha. Một chút xíu nữa tham quan xong á, mình sẽ ra lại được cái bến này và mình sẽ đi ngược lại cái bến đầu tiên lúc nãy mình ghé. Ủa, ở đây có cây cầu gỗ này, không biết dẫn đi đâu, để vô thử. Đi thử qua cây cầu gỗ này đi. Đây mình sẽ đi qua một cái cây cầu tre, ở đây mình có thấy cái bảng nè, xác lập kỷ lục là công ty tổ chức được cây cầu tre trong rừng tràm dài nhất Việt Nam. Xong mình đoan mình chụp xong cho họ chụp. Đó. Dạ không, con đi sâu vô trong con. Dạ con cảm ơn. À sorry anh. Dạ. Dạ con đi qua. Đây có một cái nhà của mấy em bồ câu nhỏ nhỏ, nhìn rất là dễ thương. Đây là một cái cây cầu tre mọi người. Cây cầu tre này thì nó sẽ đi đâm thẳng vô trong cái rừng tràm phía trong này. Hình như cái cây cầu tre này á là nó nói liền với lại là cái đầu lúc nãy mình đi ra chỗ đi xuồng ba lá mọi người. Nhưng mà ở cái đoạn giữa lúc nãy là anh Lợi anh kêu là cái đoạn giữa nó bị hư rồi, cho nên là mình sẽ đi một đoạn và mình sẽ không có đi được nữa, và buộc mình phải quay lại mình sẽ đi đi bằng cái xuồng tắc ráng đằng kia. Ở đây cũng có những cái nhà cho mấy em bồ câu nè. Trong đây thì rất là mát luôn mọi người, nhưng mà hôm nay thời tiết khá là âm u. Trong đây mình thấy có một điều hay nè, mấy bạn thấy đi một đoạn này sẽ có một cái chỗ đựng rác như thế này.
nếu mà mình bỏ rác, những rác chai nhựa đồ xuống dưới đây á thì nó sẽ không có phân hủy á, cho nên là mình thấy là cái điều này cũng rất là hay đó. Cái đoạn này nè, cái đoạn này lúc nãy là anh lệnh kêu là đi một đoạn nó sẽ bị hư rồi, mình sẽ không đi được nữa, tới đây là hư rồi, mình không có qua được. Và bây giờ mình sẽ quay lại thôi đó. Thì trong đây thì nó sẽ có hai cái loại tràm, một là loại tràm của nhập từ Úc, hay là loại tràm họ kêu bằng tràm tá, mọi người, là tràm hồi xưa mình làm nhà mình hay đóng cọc xuống á đó. Thì chủ yếu là hai loại tràm đó thôi. Còn về tinh dầu á, lúc nãy mình vô chỗ cái nhà trưng bày á, chỗ bán quầy lưu niệm á mọi người, thì trong đó sẽ có bán dầu tràm, nhưng mà dầu tràm thực tế là không phải là dầu tràm ở đây làm. Dầu tràm đó là ở đây là sẽ không có cái nhà máy để sản xuất dầu tràm, mà dầu tràm đó là được nhập từ Huế vào. Đấy, cho mọi người nhìn xung quanh nào. Đi một chỉ có một đoạn ngắn thôi, nhưng mà đi mọi người thấy không? Ở đây cũng có một cái sọt rác để mọi người đựng chai nhựa trong đây nè. Đó. Mình thấy điều này rất là hay luôn á. Xung quanh đây thì hai bên thành cầu á, ở đây mọi người có thể thấy không? Những cái tràm ở đây rất là to luôn á. Đây nè. Đây thử một cái cây này nha. Ờ cây đằng kia chứ. Đây nè, cho mọi người coi trước ở đây nè. Rất là cao và to. Đó. Đấy. Ở đây nè, cho mọi người xem là ở đây mình sẽ có những cái chòi giống như thế này, mình có thể ra đây mình ăn và không gió cũng được, thấy không mọi người, thấy không? Đây cây tràm của này nó to nào. Ê ơi ơi, nó bự. Đây cho mọi người xem cái bàn tay của mình nè. Đó, nó chỉ có một góc nhỏ vậy thôi, vỏ nó rất là dày nha. À mọi người đi xong á, lúc nãy là mọi người đi tắt rán trên sông á, hoặc là đi xuồng á, mọi người có thể thấy là cái nước sông nó có màu đen, là do là cái vỏ tràm này, là mọi người khi nó rớt xuống á, vỏ này, cây tràm này nó sẽ có nhiều cái lớp vỏ giống như thế này nè. Đó đó, khi mà rớt xuống nước á, nó sẽ ra cái màu đen giống như lúc nãy mà mình thấy ở dưới sông á. Trong đây là những cái ở trong đây là mật ong, trà sư. Đây mình có thấy trưng bày nè, mật ong. Nhìn cái màu vàng rất là đẹp nha. Đó. Rồi. Ở đây một chai là 175.000, nhưng mà mình không thấy chai nó ở đâu hết. Đó mọi người có thể thấy nè. Đó. Đây. Cây tràm mà khi nó lớn lên á, khi nó lớn lên thì cái da của nó sẽ bong chóc giống như thế này nè. Đó, nó bong ra. Nó bong ra. Mọi người thấy không? Bong ra và nó rớt xuống dưới đất. Nếu không những cây mày nước thì nó sẽ rớt xuống nước, nó sẽ tạo ra một cái màu đen giống như phía dưới á. Ở đây thì có những cái nhà nuôi ong nè, nhưng mà sao mình không thấy ong ta, dở lên thử nha. Ê mọi người thấy không, trong đây có rất là nhiều ong. Chết cha. Chết cha, tao cắn. Chết. Mình chọc nó cắn. Ây da. Mọi người nghe nó cắn mình nè. Ui da. Nhức quá. Ây da. Ôi. Ây da. Rút kinh nghiệm mình nha mọi người. Mọi người tới đó mọi người đừng phá giống như mình nha.
mình tưởng đâu trong đó là không có ong, ấy vậy mình dở ra là có nguyên ổ ong trong đó. Đau quá. Hôm nay cuối tuần mọi người đi rất là đông. Ở đây có bán trứng gà nè, trứng gà nướng. Em đã có con nhái vụ nửa chân dài luôn anh chị ơi. Bên đây mình thấy có bán ốc nữa nè. Bên đây thì bán không biết bán cái gì. Trong kia thì có một cái chỗ tham quan, chỗ lấy mật ong rừng, lấy mật ong chạm. Đây, mời mọi người mình vô phía trong cái này là nửa lít thôi chị. Dạ đúng rồi, vậy là nửa lít. Mình kêu mày kêu đó, nó nhịn đâu. Tao kêu đâu. Mai. Rồi, cảm ơn chị. Đây mọi người có thể thấy cái mật ong chàm. Ấy da. Cho chơi đi rớt nước vô. Được không? Đỏ đi. Nó sẽ dạ không được. Nó sẽ có cái màu vàng nhạt nè. Vì như con ong mà em giới thiệu á, nó bay bán cách từ 3 đến 5 cây số, mà diện tích rừng của mình rộng ở đây là 845 hecta, nên chỉ có hoa tàn thôi, không có hỗn tạp đa loại hoa khác luôn ha. Mặt nó rất là sạch, nó sẽ không ảnh hưởng như là những phân thuốc dưỡng cây hoặc phân bón hóa học như những dòng cây ăn trái khác á. Nên hoa tàn chúng thì cũng rất là cao luôn ha. Này bao lâu mới lấy được? Nếu mà thời tiết nắng thì khoảng 10 ngày tới 15 ngày là mình thu hoạch được. Còn thời tiết mưa thì khoảng là 20 ngày tới 1 tháng. Tại lúc mưa ong bay lấy mặt không được. Thì hoa chàm ở đây thì có quanh năm đó, những cái hoa chàm đó mình thấy là những hoa trắng trắng trên cây đó. Đó, vậy thấy không? Hoa chàm đó. Hoa chàm là ong lấy mặt từ đó, và hoa chàm ở đây thì có quanh năm. Đây, thằng chúa đây nha. Trong của tôi có một con chúa rồi. Đây. Con vàng vàng như là ngón tay của mình là con chúa đó nha. Con này ha. Anh đừng có đưa tay vào để lại mùi tấn công á. Nãy mới bị cắn ở đầu kia. Ở đâu? Ở đầu trên nè, nãy vừa dở ra thử. Mình dở, mình tự dở hay người ta dở cho mình? Em tự dở, em tưởng nó không có. Em dở luôn coi thử. Đó, thấy nha, con chúa. Thì con chúa này là con ong cái. Nhiệm vụ con chúa là sinh sản để duy trì nòi giống đó. Đây cũng có con sao nó bự giống vậy nữa. Cái con này là con đực, nó khe khác hơn chứ. Mình thấy thân con ong này thân dài cánh ngắn và đít thon nhọn. Còn con ong đực á là nó tròn nó ú. Và cái con ong chúa này á mỗi ngày đẻ được từ 800 cho đến 1000 trứng luôn. Và đẻ liên tục từ 4 năm tới 5 năm. Càng già sức đẻ trứng con chúa sẽ càng giảm lại. Và con chúa này đẻ có quyết định được giới tính trứng nào ra thợ và trứng nào ra đực luôn. Trứng ong thợ á là trứng thụ tinh, là con chúa đẻ trứng giữa. Và trứng ong đực là trứng không thụ tinh, là con chúa đẻ hai bên góc hai bên. Còn cái trứng BD không có chỗ đẻ, nó không đẻ được trứng BD ha. Đây gia đình mình mới vô. Ủa anh thà khó vậy nó đi không? Cho nó hiền đi thôi chứ nó không có bay đi. Đây con vàng vàng là ngón tay của mình là con chúa này nha. Gia đình mình mới vô sao chưa biết á. Đây là cho con trai biết con vàng vàng nè. Ha. Trong một chuồng ong chỉ một con chúa thôi, một tổ ong có một con chúa thôi. Con chúa này tuổi thọ sống được từ 4 năm tới 5 năm. Thì ngoài con chúa này ra, thành viên cái tiếp trong tổ ong đó là cái con ong đực. Cái con ong đực trong tổ ong là cái con nãy anh chỉ đó. Thì con ong đực này á là nó không có nọc độc, nó không có chích mình được. Đây là con đực nha. Nó không có nọc độc, nó không có chích mình được. Và cái con đực này là khi sinh ra và lớn lên chỉ ăn ở không, đi chơi tới ngày giao phối rồi, con đực nó không làm việc gì hết. Và con đực này chỉ được giao phối một lần nhất trong đời với con chúa, là con đực chết luôn. Một ổ này có nhiều con đực không anh? Một tổ vài trăm con đực á. Và con đực á nếu không giao phối tuổi thọ, con đực sống được 90 ngày thì con đực cũng chết. Và con ong mà chăm chỉ nhất trong tổ ong đó là cái con thợ. Ông thợ, những con nhỏ nhỏ thấy nhiều như tổ ong á là ông thợ. Ông thợ là con ong có nọc độc á, chích mình là sưng. Nếu như vô tình con thợ này nó chích mình rồi thì bỏ kim đứt ruột thì con thợ cũng chết luôn. Tại cái kim của con ong sẽ gắn liền với khúc ruột. Và ông thợ này sẽ đi lấy mật, là lấy phấn hoa và sẽ tổ nuôi con. Do làm nhiều việc quá nên tuổi thọ ông thợ sống chỉ được từ 40 đến 50 ngày là con thợ chết. Và ông thợ này có thể bay lấy mật được bán kính từ 3 đến 5 km để lấy mật ong và phấn hoa.
đồng thời là con mật cũng giúp cho cái nền nông nghiệp của mình là thụ phấn cây trồng, và thứ hai nữa thì mang về chúng ta là cái nguồn mật ong từ thiên nhiên nha, rất tốt sức khỏe luôn. Giới thiệu cho mọi người biết về tổ ong á, thì giờ có ai muốn cầm cái ong mà chụp hình không á? Anh thử cho nó chích coi nó sưng không ạ? Mình thì không sao, mình thì mỗi ngày nào cũng bị chích hết trơn. Tại vì khi mình chích á, mình chích ký cái quen cái kháng thể của mình nó sẽ tăng dần theo cái thời gian á, nó ít đau ít sưng hơn mọi người, nó cũng sưng nhưng mà sưng ít như kiến cắn vậy thôi, chứ phải như mọi người mà sưng cái nó sưng cả ngón tay hoặc sưng cả cái mặt gì đó không có. Và mọi người biết gì đó ông thì mời mọi người ở phía trong được trải nghiệm dùng mật ong miễn phí nha. Có ai dùng mật ong đó có người gói cho mình mỗi người một ly để biết mật ong rừng tràm trà sư hương vị như thế nào. Còn ở đây có chương trình khuyến mãi nữa là khi khách vô đây tham quan á là mình được bơm môi bơm mũi bơm tràm miễn phí luôn. Hay là được 2 năm 3 năm tùy theo nhiệt độ phòng. Chị phân biệt mật ong giả mật ong thiệt là bỏ vô ngăn đá, bỏ vô ngăn đá nó đông đường lại là mật ong giả đúng không? Bỏ vô ngăn đá nếu mà nó đông cứng như cục nước đá là mật ong đó đã qua xử lý, qua chế biến vì có lượng nước trong đó nó sẽ đông cứng như nước đá mình vậy đó. Còn mật ong nguyên chất từ con ong luyện ra ha, anh chỉ thấy là nó dẻo dẻo như kẹo mạch nha thôi. Như trái cây đồ đó anh để ngăn đá là đông cứng như cục đá vậy đó. Còn ví dụ như người ta cho con ong ăn đường rồi sao mình biết được? Dạ. Ví dụ như người ta cho con ong ăn đường á, rồi nó làm ra mật từ đường á, sao mình biết được? Nó cũng sao sẽ mình đông, phân biệt được chứ? Nó cũng sẽ đông cứng như nước đá vậy đó. Vì cái vậy trong hả? Cái lượng đường nó sẽ có lượng đường nó thuộc là dạng sắc calose. Còn cái mật ong á là nó chỉ thuộc lượng đường glucose và fructose thôi, là lượng đường tự nhiên có thể sử dụng được cho người bệnh tiểu đường luôn. Nên là mật ong mà qua từ con ong á thì nó sẽ là dẻo dẻo như kẹo mạch nha, anh có thể lấy đũa lấy muỗng anh xắn anh múc được. Còn mà qua mà những cái chất mà tạo ra bằng lượng đường mía thì thường là nó sẽ đông cứng như là nước đá vậy đó. Mình có thể như quậy một ly nước đường đặt kẹo thì kẹo luôn, anh để ngăn đá tủ lạnh với mật ong này nè, anh để cái ly thôi nha. Tại khi anh thử nguyên một chai anh đem ra thì nó sẽ bị mất chất dinh dưỡng cho ong của mình đó. Mình cứ để thử hai cái thì mình sẽ biết thấy được cái độ chính xác của nó. Lên không? Lấy anh hai vé. Có thằng lẻ không được đó nè. Đại quay xét trên đây thì mọi người lên á thì mình sẽ mua một cái vé đâu đó khoảng 10.000 thôi mọi người. Ủa 5.000 một vé thôi. Tụi mình hai người mình sẽ mua hai vé là 10.000. Đây là chỗ có vé nè. Trước khi lên thì mình sẽ có một cái nội quy là không chen lấn, không ăn uống ở khu vực tháp nè, không sơn vẽ, giữ gìn vệ sinh chung. Đó. Đây lấy hoa lan. Ok, bây giờ mình đang ở trên một cái đài quay xét ở trong sâu trong rừng tràm. Trên đây thì mọi người có thể thấy là phía xa xa bên kia kìa. Đó. Phía xa xa bên kia mọi người có thể đầu tiên đó là bên đây mình sẽ có một cái kính viễn vọng bên đây nhưng mà mình thấy mờ lắm mình không có nhìn rõ được. Rồi với lại là khi mình qua bên đây á, góc bên đây thì mình sẽ thấy nguyên một cái dãy là dãy Thất Sơn. Thất Sơn là một cái dãy núi là gồm có 7 núi mọi người. Thì ngày hôm trước mình có ghé bên đó là những cái địa điểm như là hồ Ô Thâm nè, hồ Tà Bạ nè, thì nó nằm ở bên dãy bên đó hết. Bên đây thì bông tràm đang nở nè. Chị qua góc bên đây. Nó mờ. Chị qua đâu có bên đây mọi người có thể thấy là mình có thể nhìn thẳng tắp ở ngoài kia nhưng mà mình chỉ nhìn không có hết được mọi người, do phía trong đây là do rừng tràm người ta mới trồng á, là do rừng tràm nhỏ, còn xa phía bên kia là những cái tràm to thì nó sẽ chắn lại, mình sẽ không có nhìn hết tới đỉnh chân trời phía kia. Trong đây thì tràm đa phần là tràm nhỏ thôi à, ở dưới thì sẽ có những cái chòi nhỏ nhỏ nè. Mình sẽ có một cái cầu mình đi thẳng ở bên đây luôn. Do ở đây là cái khu là vừa phát triển du lịch vừa bảo tồn á, cho nên là mọi người thấy là cái đa phần là những cái cầu và những cái bến đỏ trong rừng tràm này á, thì đa phần là những cái cây cầu làm bằng gỗ hoặc là bằng tre hoặc là bằng tràm thôi.
hiếm lắm mình mới thấy, là hầu như là mình sẽ không thấy cây cầu bằng xi măng luôn á. Chỉ thỉnh thoảng mình đi một đoạn chỉ thấy những cái đường này á, người ta tráng xi măng để cho mình dễ đi thôi, còn đa phần thì sẽ là bằng gỗ hết. Hôm nay là trời mới vừa tạnh mưa xong á, cho nên là mọi người nhìn thấy nó hơi tối á, mọi người thông cảm nha. Mình đang đi trên một cái cây cầu gỗ phía dưới chỗ đài quan sát mọi người. Đây, cho mọi người xem cây cầu gỗ nè. Đó. Ở đây có một nấm luôn nè, cây cầu gỗ này chắc là làm lâu lắm rồi, một nấm luôn nè. Đó. Phía bên kia là đài quan sát. Bên đây là đa phần ở trong đây là sẽ không có điện vào tới đây mọi người, thì cho nên là người ta sẽ làm những cái điện năng lượng mặt trời. Đó, mọi người thấy không? Đây là năng lượng mặt trời nè. Đây, mình sẽ quay bông tràm gần cho mọi người xem nè. Mùa này thì là bông tràm ra bông hầu như là quanh năm á. Dưới này thì sẽ có hoa sen, phía trước thì sẽ có một số bạn ở trong này thì ăn uống. Đây cũng có cái sọt rác nè. Hoa sen mùa này ít hoa sen thôi. Mình thấy hình như là qua mùa hoa sen rồi hay sao á. Tại vì phía dưới nè sẽ thấy là hoa sen nở hết rồi, chỉ còn những cái nụ phía trong thôi, những cái nụ mà để làm ra hạt sen á. Đây, thử xem có cái vòi nước rửa tay không nha. Ấy, đây sẽ có cái một vòi nước cho mình rửa tay nữa. Bên này cũng có cái sọt rác, bên kia cũng có cái sọt rác, tú ở đằng kia, đây sọt rác màu xanh, ở đằng kia sẽ là một cái sọt rác màu hồng, mình lỡ mình quay cho mấy bạn xem. Đây cũng có cái sọt rác màu hồng, đằng kia một sọt rác màu xanh, đây một sọt rác màu hồng, đây một sọt rác màu xanh, và phía bên đây cũng có một cái sọt rác màu xanh. Đằng kia cũng vậy. Mình thấy là ở đây rất là hay nha. Thì nếu mà mình để nhiều sọt rác như vậy, người ta sẽ không có vứt rác bừa bãi á, thì cảnh quan nơi đây nó sẽ được bảo tồn và nó sẽ được sạch sẽ hơn. Đó, mọi người thấy không? Ở đây có rất là nhiều cái nhà để cho mọi người ăn uống giống như thế này. Mà nhìn phía dưới á, mọi người thấy không? Nguyên một cái hẻm xanh, hầu như là mình không thấy rác rớt xuống dưới luôn á. Đấy, rồi ok, thì tới đây thì cũng vào sâu trong rừng tràm thì mình tham quan cũng hết rồi mọi người. Thì bây giờ mình sẽ quay ra bến, mình sẽ đi tắt rác, mình sẽ dòng ngược tới ra ngoài. Sáng giờ tụi mình cũng chưa có ăn uống gì á, mình sẽ đi vòng vòng ở ngoài đó xem có bán cái gì ngon ngon, mình sẽ ăn và mình sẽ quay tiếp cho mấy bạn xem. Vậy nha mấy bạn, chờ mình xíu, bye bye. Ở ngoài đây mọi người có thể thấy là đây là cũng có một cái cầu gỗ trà sư nè. Ngoài đây thì cũng có một số trò chơi, hình như là đi trên cầu lắc, xong rồi đạp xe qua đó, đạp xe qua cầu, cái đó kêu bằng cầu cầu gì ta, không biết kêu bằng cầu gì luôn. Nói chung là mình sẽ đạp xe đi qua đây đó. Ở đây mình sẽ có một cái cây cầu khỉ nè mọi người. Thử không, cái này đâu có gì đâu, ta có một cây thôi, đi mua dạ. Cây đúng rồi, cây ở đây cũng đã lắm á. Đó, do mình ở miền Tây thì mình đi mấy cây cầu này là quá bình thường rồi mọi người. Mình đi là thậm chí là chỉ có một cây tre thôi mà không có tay vịn luôn kìa. Còn cái đó là có tay vịn hai bên với lại là hai cái tre luôn, quá bình thường rồi. Bây giờ cũng là buổi trưa rồi, mọi người cũng đi ra nhà hàng để ăn. Đây mình có thể thấy một cái cây cầu tre mọi người. Đây là một cây cầu tre trong rừng tràm. Đây, đã xác lập kỷ lục. Nguyên Bá Công Thọ. Em cũng bá luôn. Ở trên này mọi người cũng có thể thấy là ở trên này sẽ có những cái nhà cho chim bồ câu ở. Nhìn cũng rất là đẹp luôn mọi người. Cái cầu tre này thì nó sẽ nói liền với lại là
ở sâu trong rừng tràm á, sâu trong lúc nãy là mình đi á, nó bị hư một đoạn á, thì bây giờ mình sẽ đi một đoạn cho các bạn xem thôi. Đó, xung quanh thì ở đây thì sẽ có rất là nhiều chim nè. Còn đi sâu trong rừng á, do mình nghĩ là do ở trong đó không hiểu sao là sẽ có ít chim hơn ở ngoài. Xung quanh đây thì người ta sẽ làm những cái chậu hoa giấy nhìn rất là đẹp. Trên kia sẽ có những cái tổ chim nè. Đó, rồi thì mình chỉ đi cho một đoạn cho mấy bạn xem thôi các bạn. Bây giờ cũng trưa rồi á, thì trong rừng tràm này thì loanh quanh nó chỉ có bao nhiêu đó, nãy giờ mình quay hết cho mấy bạn xem rồi. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài nhà hàng ở bên kia, nhà hàng ở bên góc đó đó, đó nhà hàng ở trong rừng tràm luôn, mình sẽ ăn ở trong này. Đấy, khu vực ăn uống thì sẽ trong này mọi người. Đây mình sẽ cho mấy bạn xem giá đây nè. Ở đây sẽ có menu. Giá mình thấy là giá dao động từ 200-160. Những cái món ở là 160 nè. Còn ở dưới này là lợi lẩu thì dao động sẽ tầm 310-350. Trên này thì cá chiên là 200, cá linh kho tạm là 310. Đó. Hai người. Ok, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay lại kênh của mình. Hiện tại thì mình đang ở, vẫn ở rừng tràm Tà Sư mọi người, nhưng mà mình đang ở một cái chỗ ăn trưa. Nhà hàng ở đây là có tên là, cho mọi người xem là nhà hàng Trà Sư. Đây là menu của quán. Ở đây là mình sẽ có là thứ hai, thứ ba, thứ tư sẽ có khách vãng lai là giảm 10%, còn khách đoàn là cứ 16 người là được giảm một người đó, và cộng heo là giảm 10% nữa. Còn thứ năm, thứ sáu là được khách giảng lai với khách đoàn là được giảm 10% luôn mọi người. Riêng thứ bảy và chủ nhật á là cuối tuần, cho nên là khách vãng lai, khách đoàn giảm 15% luôn hả? Ủa nhiều vậy, giảm 15% mật ong mà. Còn ở bên này là menu của món ăn của quán nè. Mọi người có thể thấy là món khai vị gồm có là cá lóc à, bên đây ngay. Mọi người có thể đặt bàn trước á, thì mọi người có thể gọi qua số điện thoại này, mọi người có thể đặt bàn trước. Hôm nay là tụi mình đi là vào cuối tuần á, cho nên là khá là đông, tụi mình phải chờ một chút xíu mới có bàn. Nhưng mà bù lại á, chờ chút xíu lâu nhưng mà tụi mình được một cái bàn view siêu đẹp luôn mọi người. Mọi người có thể thấy là cái chỗ của mình ngồi nó hơi chồng chền á. Đó là ở đây là sẽ là một cái giống như là một cái bè vậy mọi người. Đó, ở phía ngoài đây thì sẽ có nguyên một cái sông đi thẳng qua bên chỗ cái mình đi thuyền lúc nãy á, đi thuyền tắt ráng lúc nãy á. Còn ở đây là có rất là nhiều cá luôn nha. Theo như anh Lợi bơi xuồng lúc bên kia, bơi xuồng ba lá lúc nãy nói là ở đây là toàn là cá tự nhiên không mọi người. Nước ở đây thì khá là đen, do là cái tràm á, cái da tràm nó rớt xuống á, cho nên là nước rất là đen. Đó, còn cái view phía bên đây thì mọi người có thể thấy là sẽ nhìn ra được cái cây cầu tre bằng gỗ rất là dài, và nhìn góc này rất là đẹp nha. Còn ở dưới á, là cái chỗ mình đi xuồng ba lá. Lúc đầu mình đầu tiên mình vô là mình sẽ đi xuồng ba lá trước, hoặc là mình đi tắt ráng trước, mình đi cái nào cũng được hết á mọi người. Đó, mình quay sơ lại cho mấy bạn xem. Trong thời gian chờ món thì mình có đi lấy một cái nước này mọi người, giống nước gì không? Không phải bia đâu nha, mà cũng không phải nước trà đâu. Cái này là nước của lá sake. Còn bên đây là nước của, quay tới đây chắc mọi người biết nước gì luôn rồi. Đây là nước của hoa đậu biếc. Nước hoa đậu biếc màu nhìn đậm, nhìn đẹp quá ha. Uống thử nha. Ừ.
uống có vị hơi chát chát, hơi chua chua. Đây là lần đầu tiên mình uống vị hoa đậu biếc luôn, không biết cái này nó phải hư không hay là cái vị nguyên bản của hoa đậu biếc nó như vậy, mình không biết. Bạn nào biết nhớ comment phía dưới này cho mình biết nha. Thì nó sẽ có một cái màu rất là đậm nè. Đó, uống thử lại lần nữa nha. Cái vị hơi chát chát, hơi chua chua nhẹ, giống như là nước trà bị thiêu vậy á. Còn ở đây là mình sẽ uống cái nước nước của lá sake. Nước của lá sake thì lá sake khô mọi người. Khi mà mình nấu á, mình bỏ vô giống như trà vậy á, cái màu nó giống như trà vậy. Uống nó sẽ có một cái vị ngọt thanh thanh và thơm mùi của lá sake. Mình uống vô sẽ có cái vị ngọt thanh thanh dưới cổ họng này nè. Ngon hơn nước này nhiều. Sau một hồi chờ đợi thì món ăn của mình cũng ra mọi người. Ở đây mình có kêu là, ở đây là gỏi cá lóc nè. Cá lóc này thì là cá lóc làm khô rồi, người ta đã làm khô rồi, người ta nướng lên thôi. Trong đây thì sẽ có là, đó, đây sẽ có cá lóc nè. Cá lóc này thì người ta sẽ làm khô rồi và người ta nướng lên, người ta trộn, không có trộn luôn, ăn chung với ở trong đây là sẽ có cà nè, rồi có dưa leo nè, rồi ở dưới đây là sẽ có lá sầu đâu nè. Còn ở bên đây thì mình sẽ có kêu đố mấy bạn ở đây là thịt gì á, cho mấy bạn xem lại nè. Đó, đây giống thịt gà không, nhưng mà ở đây không phải là thịt gà đâu nha. Đây là, quay lên cái này cho mấy bạn xem là sẽ biết rồi, không phải thịt bồ câu luôn đâu nha. Đây đây, đây nè. Đó, quay tới đây mấy bạn sẽ biết món gì rồi đúng không? Đây mình sẽ có kêu thêm một cái món thịt chuột chiên xù mọi người. Ở dưới thì sẽ có xoài nè, xoài ăn chung với thịt chuột dưới này. Rồi, nhìn rất là đẹp ha. Bên đây thì sẽ có nước mắm nè. Thịt chuột này sẽ ăn chung với lại nước mắm, nước mắm này là nước mắm me. Đó, mình sẽ ăn thử miếng cá nè. Cái này là cá lóc, sẽ chấm chấm này đúng không, chấm nó bên đây. Hơi mặn tại vì cái này đó là khô cá lóc rồi, người ta chỉ nướng lên thôi. Ăn lại nha. Đó, đây mình sẽ cho mọi người xem, đây là khô cá lóc nè. Mình sẽ ăn chung với lại dưa leo, có lộn cà chua nè, cà chua, một ít dưa leo nữa. Cà chua ngọt. Khi cái cá này á thì mình ăn hơi mặn mọi người, tại vì cái này á là khô cá lóc chứ không phải là cá lóc tươi. Khô cá lóc á thì lúc mà người ta làm khô á, người ta sẽ ướp muối sẵn rồi, rồi người ta mới đem phơi, cho nên là lúc mà mình nướng lại á, để mình trộn gỏi á thì nó hơi mặn mọi người. Nhưng mà đường cái là rất là ngon nha. Cái này ăn với cơm, mình đâu có ăn cơm. Cái này ăn với cơm á là sẽ ngon hơn. Tại tụi mình có kêu thêm lẩu rồi á, cho nên là mình sẽ không có ăn cơm. Lúc nãy là chị chủ quán hỏi mình là ăn lá xào đâu hay là ăn với lại là gỏi gỏi xoài. Thì gỏi xoài trước đây mình có ăn rồi, còn lá xào đâu thì mình chưa ăn bao giờ, cho nên là mình kêu lá xào đâu thử nè. Mọi người có thể thấy cái lá xào đâu này giống như là cái lá cóc non vậy á, nhưng mà nó sẽ ngắn hơn so với lại cái lá cóc. Ngửi thì sẽ không có mùi gì hết á. Ăn thử nha. Rau gừng xào tỏi của mình hết chị. Rau gừng xào tỏi hết rồi mình đổi rau khác được mà. Vậy rau muống. Dạ rồi. Lá này đắng quá. Dạ đúng rồi. Lá này chắc có lẽ mình sẽ bỏ cái lá này ra.
tại vì cái lá này rất là đắng luôn mọi người. Ăn thở lợi lại thử còn nữa phải đắng nhiều. Đắng nhưng mà rất là nồng luôn á, nồng giống như mùi gì của thuốc bắc vậy. Rồi ở đây mình sẽ có một cái lẩu nè, cái lẩu này thì trong đây không có gì hết. Ở đây là lúc nãy mình kêu một cái lẩu của cá linh non, do bây giờ là đầu mùa á cho nên là ở đây là cá linh rất là nhiều luôn mọi người. Nhưng mà cá hơi nhỏ, tại vì đầu mùa nó sẽ cá của nó nhỏ hơn, là khoảng tầm tháng 11 và 12 thì cá linh nó sẽ to hơn. Bên đây thì có là bông điên điển nè. Wow, lẩu của mình đã sôi. Bây giờ mình sẽ bỏ bông điên điển. Mình rất là thích ăn bông điên điển nha, ăn cái vị nó rất là ngon. Rồi ở dưới đây chỉ có hai loại rau thôi, bông điên điển với lại là bông súng. Rồi bây giờ mình sẽ ăn tiếp một miếng thịt chuột ở đây nè. Mình thấy thịt chuột ở đây rất ngon nha, tuy nó không dai thôi, thịt nó không dai thôi chứ, nhưng mà ăn thịt nó rất ngọt, xương của nó mình có thể nhai được luôn á. Chấm nước mắm me. Không biết mọi người có nghe cái sụt 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 không? Nhai cái xương của nó, người ta chiên giòn á, cái xương của nó mình có thể nhai luôn, nhai được luôn. Mà đặc biệt cái chuột ở đây á, là tuy nó không được mềm thôi, nhưng mà người ta sơ chế á, người ta chế biến á, nó không có bị, nó không có bị tanh. Và đặc biệt là thịt của nó rất là ngọt. Ở đây mình có kêu thêm một cái đĩa rau muống xào tỏi. Đặc biệt của mình 1, 2, 3, món lẩu của mình đã chín. Nước lẩu rất thơm nha, thơm cái mùi bông điên điển á, cái mùi bông điên điển nấu chung với lại cá linh á, nó ra một cái mùi rất là đặc trưng. Mình thử cái cá linh nha. Mấy bạn nào mà đi đầu mùa tháng 9 á thì cá linh non này á, khi mình nấu lên á, mình ăn là rất là mềm, và mình ăn là sẽ không có hề tanh, và cái xương của nó khi mình ăn vô nó tan mất luôn. Hầu như là mình ăn mình không có cảm giác là con cá này nó có xương luôn mọi người, do nó còn nhỏ đó. Thử bông điên điển nè, bông điên điển nó dai dai giòn giòn, hơi có mùi chát chát nhẹ nhẹ. Bây giờ mình sẽ tập trung ăn hết phần ăn của mình ở đây. Rồi cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video của mình. Nếu mà mấy bạn có dịp đến với rừng tràm Tà Xưa thì nhớ thử ăn món món thịt chuột nha, món thịt chuột chiên xù với lại là món lẩu cá linh nha, rất là ngon. Rồi nếu ok, cảm ơn tất cả các bạn. Nếu thấy video của mình hay thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Rồi nhớ like nữa chứ. Rồi nếu mà video của mình có gì sai sót thì các bạn nhớ bình luận phía dưới cho mình biết nha, để mình cải thiện video của mình được tốt hơn. Rồi vậy nha, bye bye, cảm ơn tất cả các bạn.